Ban đầu thì khi chúng ta mới up lên thì nó báo vậy đó, kệ nó. Rồi bây giờ chúng ta vào kênh này. Chỉnh kéo là lên tí. Rồi tùy chỉnh kênh đây. Rồi. Bây giờ thì chúng ta khi đã có video lên rồi thì chúng ta bắt đầu là quan tâm hai này, tối ưu ha. Để mà cái kênh á, nó mà lên top được á, là cái phần tối ưu kênh là cực kỳ quan trọng. À, trong cái chiến lược mà dùng từ khóa làm kênh thì một trong những chiến lược cực kỳ quan trọng đó là cần phải tối ưu rất là tốt cái kênh này, và chuẩn SEO cực kỳ tốt luôn. À, thì nó rất là dễ lên, đúng không ạ? Rồi đầu tiên là cái avatar này. À, cái avatar này á thì như thế này, nếu mà các bạn bán hàng thì trường khuyên nên để đó là một cái logo và số điện thoại cho đúng, các bạn nên làm cái logo. Cái này thì tầm 150 x 150 pixel thôi. À, các bạn nên để một cái logo của mình và cái số điện thoại cho đúng này. À, tư vấn là cái gì đó ha, đây đúng không, theo trường là vậy. À, còn nhiều bạn thì để những cái hình gì gì đó thì nó chẳng có ý nghĩa gì, theo trường là như vậy. Rồi thì bây giờ trường sẽ lấy một cái hình demo thôi, ví dụ áo sơ mi đúng không, thì trường sẽ lấy một cái hình bạn áo sơ mi demo cho các bạn. Này chúng ta lấy qua đây, chúng ta thay đổi cái biểu tượng. Nói chung là cái thời gian thì nó có hạn nên trường sẽ lấy ví dụ demo cho các bạn, và các bạn phải làm chính chu ha. Còn nếu bạn là đặt theo tên thương hiệu á, thì các bạn nên để tên thương hiệu thì cũng để logo của mình, là của công ty mình được rồi. Sau này các bạn muốn đổi lại cái tên kênh hoặc là các bạn muốn thay đổi cái logo thì cứ vào đây là hay thôi. Này, bạn click vào đây và nó sẽ dẫn ra tới đây thì chúng ta thay đổi cái logo và thay đổi tên kênh bình thường các bạn nhé. Tên kênh thì nó có thể trùng nó đầy gì cả các bạn ha. Ví dụ như một bạn nào đó đã đặt áo sơ mi nam đẹp thì các bạn đặt áo sơ mi nam đẹp bình thường, trùng có đầy gì cả. Rồi tiếp theo thì chúng ta cái ảnh nghệ thuật này các bạn này. Cái ảnh nghệ thuật này á thì nó sẽ có kích thước như đây này các bạn. Nó sẽ có kích thước là 2560 x 1440 các bạn không ạ? 2560 x 1440, tức là nó dài từ bên này qua tới bên này luôn các bạn. Đây. 142 này, 2560 từ bên này qua tới bên này. Đấy. Và khi các bạn mà thiết kế cái nội dung để mà thấy được á thì các bạn nên nằm trong cái khoảng này thôi các bạn. Các bạn thiết kế làm sao nó nằm trong khoảng này. Các bạn vẫn thiết kế kích thước là 2560 x 1440. Nhưng mà các bạn lưu ý là trừ một cái, tức là chúng ta focus cho nó ở giữa đây thôi, đúng không ạ? Rồi và ở trên đây chúng ta sẽ để cái gì ạ? Ở trên cái banner này chúng ta sẽ để thứ nhất đó là theo trường là tên của sản phẩm, tức là phải nói lên được các bạn đang kinh doanh hay đang bán thứ gì. Cái thứ hai là các bạn phải để cái website, tức là cái tên website của chúng ta đó, hoặc là trang fanpage. Thứ ba là số điện thoại. Các bạn cố gắng để ba thứ đấy. Ở đây chắc chắn là chúng ta không có thể làm những thương hiệu lớn rồi. Ví dụ như là trường sẽ cho các bạn thấy là cái thằng Vinamilk thứ này. Vinamilk này nó làm hay lắm các bạn. Thằng này thì lớn rồi đấy. Nó tên thương hiệu nó luôn các bạn, để thương hiệu. Cái logo này đấy. Các bạn thấy họ để cái logo theo thương hiệu đấy. Thì ở trên cái banner này họ sẽ nói là cái thông điệp, đúng không? Cái thông điệp gửi tới cái người mà sử dụng sản phẩm của mình là như thế nào. Đấy. Đó, hoa tưng bừng đó, họ thấy không? Cái kênh này nó rất là thành công, nó tới 1 triệu người đăng ký. Và cái số lượng người mà theo dõi thì các bạn thấy là nó đã lên tới hơn 1 tỷ người. Đấy, hơn 1 tỷ lượt xem. Đấy không ạ? Đấy, thì cái Vinamilk này thôi là ở trên YouTube thôi là hơn 1 tỷ người xem mà, thì các bạn thấy là nó rất là kinh khủng đúng không ạ? Kinh khủng luôn. Đấy, view của nó. View của nó ok luôn đấy. Đấy.
Vậy cái sức mạnh của video nó rất là ghê gớm đúng không bạn? Đây nó xong chưa vào thế nhỉ? Reset lại xem. Rồi. Ok, bây giờ trường reset lại. Rồi, chúng ta đã có cái logo ha. Bây giờ cái ánh nghệ thuật thì các bạn lưu ý là như vậy nhé. Bạn thiết kế có thể các bạn nào có thể nhờ người thiết kế hoặc các bạn biết thiết kế thì rất là ok. Rồi, ở đây trường sẽ lấy một cái tượng trưng. Mà đối với những cái kênh mà trường bán hàng á thì trường không quan trọng cái ảnh ảnh ở đây ảnh này đâu thì trường chỉ để cái thư viện, tức là những cái kênh con đấy, trường sẽ vào cái phần thư viện này, nó sẽ có được khá là nhiều cái hình ảnh, thì trường sẽ lấy một trong những cái ở đây. Nói chung là các bạn đừng có để nó màu đen đen nó xấu thôi, chứ còn nếu mà những cái kênh mà trường nhỏ, tại mình chỉ bán hàng thôi mà, những cái kênh mà nhỏ thì thường là trường để những cái kênh như thế này, tại vì thường thì các bạn thuê một cái người thiết kế thì cũng mất khá là nhiều tiền đấy, mà thiết kế thì không phải ai cũng biết làm, đó là chúng ta giải quyết được cái avatar và cái thumbnail, ok ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta cần phải có phần cài đặt ở đây. Ở cái tùy chỉnh bố cục kênh thì các bạn bật lên cho mình ha, bật lên cho phép. Rồi các bạn cần bật lên thế này rồi lưu lại, ok rồi. Đây gì cả, rồi chúng ta không cần bảo mật, chúng ta bán hàng chúng ta không bật gì cả. Rồi tiếp theo là chúng ta phải vào cái trình quản lý này. Trình đang hướng dẫn các bạn cách để mà tối ưu một kênh kênh rồi dùng kênh đẩy kênh, bạn hiểu không ạ? Đây nè, đây là cái tính năng giao diện mới của YouTube này, nhưng mà chúng ta từ từ chúng ta sẽ làm quen. Bây giờ chúng ta sẽ click vào Re-a Studio Classic, tức là trở lại giao diện cũ của nó này, bỏ qua ha. Đây. Thì nó sẽ tự động trở về cái giao diện cũ để rất là thân thiện để chúng ta xem. Rồi. Rồi tiếp theo thì chúng ta tối ưu thế nào ạ? Các bạn vào cái phần kênh cho trường nhé. Đầu tiên các bạn cần phải xác minh. Xác minh để làm gì ạ? Xác minh để chúng ta có thể thay đổi cái thumbnail, cái thumbnail của cái video đó các bạn. Xác minh cũng là để chúng ta khẳng định được với YouTube là chúng ta làm thật đúng không? Rồi nói chung là phải xác minh. Rồi chúng ta xác minh bằng cái nào biết vào đây. Xác minh thì nó có hai cách, một là họ sẽ gọi cho các bạn, hai là họ sẽ gửi cho các bạn một cái tin nhắn. Gọi thì cũng để gửi cho chúng ta 6 cái số, và mà gửi tin nhắn cũng vậy thôi. Ví dụ như là gọi, ví dụ như gửi tin nhắn đi, gửi tin nhắn thì các bạn nhập cái số điện thoại của mình vào đây, sau click vào gửi đúng không ạ, click vào gửi là thị trường lại không còn cái số điện thoại nào. Rồi để trường thử thử gọi cho các nhé. Rồi gửi ok xong. Các bạn không, nếu mà chúng ta sử dụng quá nhiều, tức là một cái số điện thoại các bạn được 2 lần gọi điện và 2 lần nhắn tin, tức là một số điện thoại chúng ta xác minh được 4 kênh, thì chắc chắn là trường đã sử dụng hơn 4 kênh rồi, đó là 4 kênh rồi. Trường thử xem cái gọi bằng cái số điện thoại khác xem nào. Rồi lấy bộ gửi nhé, đấy nó cũng đã được rồi, nó yêu cầu số điện thoại khác, gửi tin nhắn chắc là trường đã vừa sử dụng hết mất tiêu rồi. Ok, thì nó rất đơn giản khi mà các bạn lấy vào gọi, họ gọi cho chúng ta nó có thể nói bằng tiếng Anh, tức là một lần tiếng Anh và một lần tiếng Việt, đúng không? Thì khi mà
nó gọn thì nó sẽ đọc cho chúng ta những con số, sau đó chúng ta nhập vào, chúng ta lấy vào gửi là ok. Thì cái này chắc ngày mai trường mới xác minh được, giờ thì không có số điện thoại đây. Đó là cái cần chúng ta cần xác minh ha. Và khi các bạn xác minh á, thì các bạn mới đủ cái đây này, tải video dài hơn 15 phút thì các bạn phải xác minh nhé. Đó là xác minh chúng ta thừa thay được cái thumbnail đó, là cái avatar đó, cái thumbnail của cái video đó các bạn, thì các bạn thấy này. Đây bình thường thì các bạn muốn muốn thay đổi cái thumbnail này thì chúng ta cần xác minh, trở vào giao diện cũ đi. Bây giờ thấy đây thì bình thường nếu các bạn không xác minh thì nó sẽ mặc định là chúng ta chọn một trong ba cái nó đề xuất từ cái video thì nó không đẹp, nó không có thiện đúng không ạ. Nếu chúng ta xác minh thì nó sẽ cho chúng ta là một cái phần là chúng ta sẽ tự up một cái thumbnail ở ngoài bỏ vào, thì chúng ta sẽ có phần chiến lược của thumbnail các bạn nhé, tôi sẽ chia sẻ các bạn ở phần sau. Rồi đó. Tiếp theo là mặc định cho video tải lên. Rồi nếu ở đây nó có giấy phép này, nó gồm có giấy phép chuẩn của YouTube các bạn nhé, và giấy phép đây được gọi là Creative Commons, tức là ghi nhận tác giả. Tức là sao ạ? Tức là khi các bạn để ở cái chế độ gọi là giấy phép, nó gọi là CC đấy, thì chúng ta có thể lấy cái video của cái kênh đó, chúng ta đi up một kênh khác, có chỉnh sửa một tí, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nó như vậy. Thì thông thường cái kênh chính á, cái kênh chính mà cái tổng hợp của trường á, thì trường thường để cái giấy phép CC này, nó là rất hai chữ C đầu đó, Creative Commons, đúng không ạ? Thì để như thế này thì mặc định tất cả cái video tải lên là được cho phép lấy sử dụng lại, hiểu không ạ? Thì chúng ta sẽ lấy những cái video của cái kênh chính này, chúng ta đi share ra các kênh con, hiểu không ạ? Share ra các kênh con, và chúng ta khi share ra thì chúng ta phải làm cái thumbnail khác, cái mô tả khác, cái tiêu đề khác, cái từ khóa khác hoàn toàn các bạn nhé, không có lấy trùng được với cái video gốc đâu, đúng không? Thậm chí là nếu các bạn cẩn thận hơn thì chúng ta nên thêm bớt một tí nữa, đúng không ạ? Có thể là chúng ta thêm cho nó dài ra bao nhiêu phút hoặc ngắn đi bao nhiêu phút, tức là cho nó khác tương đối đi so với cái video gốc, và chúng ta sẽ gần như là biến đổi nó mất hoàn toàn cái được gọi là cái gốc khi của video. Cái video cũ đi, thì cách thay đổi thế nào, thì ở phần share video thì tôi sẽ chỉ các bạn. Rồi cái tiêu đề thì tức là khi các bạn mặc định, tức là khi các bạn tải video lên thì mặc định những cái thứ này, tiêu đề, mô tả và tag này nó sẽ có rồi, đúng không? Ví dụ như trường trường sale về cái từ khóa gì ạ, trường sale về từ khóa là từ khóa kênh đấy các bạn, làm từ khóa của tên kênh là áo sơ mi năm đẹp, đúng không ạ? Như vậy thì cái mặc định là áo sơ mi nè đấy, thì khi post bất cứ một cái video nào lên thì ngay cái tiêu đề đầu tiên thì nó đã để luôn cái mặc định là áo sơ mi năm đẹp, đúng không ạ? Rồi đó, sau đó chúng ta thêm cái gì để thêm, hoặc ở đây là các bạn hoặc ở cái phần đầu này các bạn đặt cái tên thương hiệu của các bạn, giống như là Vinamilk hay là cái gì đó, đúng không? Mục đích nó để làm gì, mục đích nó để là tăng sale cái kênh, có gì đó, tăng sale từ khóa kênh, tăng sale từ khóa kênh này lên hạng hơn các bạn, như vậy. Rồi rồi các bạn có thể làm, tức là khi mà chúng ta up lên thì nó mặc định nó tiêu đề nó sẽ có thế này, thì chúng ta có thể làm một gạch ngang qua hoặc là gạch đứng lên, hiểu không ạ? Đấy, rồi ở phần mô tả này á, ở phần mô tả này mặc định tải lên á, thì thường thường là để cái gì ạ? Tức là khi chúng ta tải một video nó lên á, thì ở trong phần mô tả bất cứ video nào nó phải có mặc định của cái này. Thường trường sẽ để là đăng ký kênh YouTube, rất là khoái, đúng không ạ? Rồi website,
Đó. Tốt nhất là cái website này được nên nên được liên kết với cái tức là cái website này lên được cái kênh đấy các bạn, đúng không ạ? Đây phần sau thì sẽ nói tức là cái kênh này và cái website giống như cái kênh Lê Văn Trường của trường ấy, và cái website Lê Văn Trường ấy, thì nó sẽ được liên kết với nhau. Đó, là sẽ trên cái video đó chúng ta sẽ được để một cái link, và cái link vào cái link đó nó sẽ được website. Đó, như vậy. À, website là gì này? Đó, rồi à, trang fanpage. Facebook. Đây. Bạn lưu ý là cái mặc định nhé, cái mặc định tải lên đó. Và chúng ta để một cái nữa, bạn lưu ý để một cái nữa. Tại vì cái này á, cái này là cái mà chúng ta sẽ ưu tiên. Đây, chúng ta sẽ để một cái nữa, đó là cái gì ạ? Đó là cái tên kênh, cái tên kênh tổng các bạn, lưu ý nhé, tên kênh tổng. Bạn hiểu không? Có thể là bạn đặt đây này, đặt đây cũng được. Ví dụ như phần đăng ký kênh của bạn, nó sẽ ok không ạ? Rồi những cái kênh khác giống như là những cái kênh ngoài đây thì nó sẽ đẩy cái kênh chính này, thì các bạn cũng để cái tên kênh chính nhé các bạn, để cái tên kênh chính trong phần mô tả của cái video, ok nhé ha. Tức là chúng ta sẽ để tên kênh chính, cũng chúng ta cũng kêu gọi đăng ký kênh luôn, đúng không ạ? Chúng ta để cái kênh của nó và cái tên kênh chính này, mục đích là để đẩy tức là chúng ta sẽ sử dụng những cái kênh này này để đẩy cho cái thằng kênh chính này, tại vì những cái kênh chính này nó dễ lên top hơn rất nhiều so với cái thằng này, bạn hiểu không ạ? Tại vì cái lượt tìm kiếm của nó độ cạnh tranh nó thấp hơn, còn thằng này thì cao cao thì nó cần phải có một thời gian được đẩy, và chúng ta sẽ dùng rất là nhiều cái thứ để đẩy nó sẽ nhanh lên lắm. Rồi rồi đây là cái fanpage Facebook nha, các bạn để cho mình ba cái này, website này, đăng ký kênh này, rồi fanpage Facebook, ok định nhé. Rồi tất nhiên đây là đây là mình đang nói đây là cái kênh tổng đúng không ạ? Kênh tổng thì chúng ta nên đặt cái kênh là ở đây luôn, thì phần đăng ký kênh này các bạn nên để là nó rút gọn. Rồi thì cái phần ở nó rút gọn là cái gì, thì cái phần mà tăng sốc ạ, thì sẽ nói. Okay, ha. Rồi ở cái thẻ này thì các bạn để cho mình gì ạ? Các bạn để cho mình cái tên kênh mặc định nha, mặc định là cái tên kênh rồi. Thẻ các bạn để mặc định là tên kênh thôi, tức là cái tên kênh chúng ta, đúng không? Và chúng ta có thể để thêm, ví dụ đây là kênh chính đúng không? Kênh chính thị trường sẽ để thêm là ở sinh năm Việt Tiến này, tức là để tiếp những cái từ khóa mà có cái lượng tìm kiếm cao tiếp theo của những cái kênh nhỏ ở đây này. Đó. Nhưng với điều kiện thế này các bạn nhé, nhưng với điều kiện là cái tên kênh này phải nói về áo sơ mi Việt Tín, phải không ạ? Khi các bạn bỏ cái thẻ ở đây thì cái tên kênh của bạn phải nói về áo sơ mi Việt Tín, nếu các bạn không bán về áo sơ mi Việt Tín thì các bạn không thể bỏ cái tên kênh này vào đây được, cũng như các bạn không thể nào mà tạo cái tên kênh về áo sơ mi Việt Tín được. Còn nếu các bạn làm affiliate thì các bạn có thể tạo kênh về áo sơ mi Việt Tín là các bạn đẩy cho cái đây, ví dụ như các bạn đang bán về áo sơ mi Hàn Quốc thôi, nhưng mà các bạn không bán áo sơ mi Việt Tín thì các bạn có thể là làm một kênh affiliate chẳng hạn để đẩy link cho nó cũng được. Đó. Còn các bạn nếu mà không làm về áo sơ mi Việt Tín thì những cái từ khóa này không có liên quan này phải bỏ đi nhé, bỏ đi đấy chứ không phải là các bạn lấy áo sơ mi Việt Tín mà các bạn bỏ luôn vô cái phần gọi là tag thì nó chết ngắt các bạn, rất là chết đấy, nó chẳng liên quan gì, các bạn đang dính vào tình trạng là spam spam tag của YouTube đấy. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn một ngôn ngữ tiếng Việt. Rồi, nhận. Rồi sau đó chúng ta lưu lại. Đó là cái phần tối ưu. Tại vì nó sẽ quan trọng ở phần tiêu đề và cái phần mô tả để SEO cái từ khóa cho cái tên kênh, đúng không ạ?
Ở phần xây dựng thương hiệu đây, xây dựng thương hiệu này chủ yếu là mục đích là chúng ta để kêu gọi người đăng ký kênh thôi. Thì trường có một cái nốt để kêu gọi đăng ký kênh. Đây, đăng ký kênh này. Đấy. Nào chưa có thì có thể là liên hệ trường cho cái này. Thì nó sẽ xuất hiện ở cái cuối video hoặc là toàn bộ video tùy các bạn. Đây, toàn bộ video này để cập nhật đúng không? Đây, khi chúng ta xem cái video á, thì nó sẽ xem nhé, nó sẽ hiện ở góc dưới đây này các bạn. Ok, khi các bạn click vào xem thì nó sẽ hiện thị ở góc bên đây này. Người ta sẽ rất là dễ đăng ký kênh. Đây nghĩa là cái máy của trường nó đang bị lưu cookie nên nó không hiện ra. Đây phần xây dựng cái thương hiệu như vậy thôi. Rồi tiếp theo phần nâng cao này. Rồi phần nâng cao này các bạn phải chọn, chắc chắn là các bạn chọn Việt Nam nhé, đừng chọn nước nào khác ạ. À. Đây từ khóa kênh này các bạn, cái này quan trọng nhé. Từ khóa kênh là nó là tag của cái kênh đấy các bạn, nó giống như là cái tag của cái video đấy ha. Thì cái kênh của các bạn đang nói về cái lĩnh vực gì thì các bạn nên thêm cái tag nó vào đầu tiên. Đầu tiên thì nó là phải áo sơ mi nam đẹp đúng không ạ? Theo kinh nghiệm của trường này, trường sẽ lấy hết cái cụm này, áo sơ mi nam đẹp, áo sơ mi nam, tức là chúng ta đang nói về là mỗi một cái từ khóa là cái đầu dấu phẩy ha. Đấy, đảm bảo rằng chúng ta phải có nhé. Ví dụ các bạn không bán về áo, không bán về áo sơ mi nam Hàn Quốc mà các bạn nói là cũng nhiều ấy. Rồi áo sơ mi nam cũng sợ. Đó, đây là cái kinh nghiệm của trường, tức là chúng trường thường lấy những cái từ khóa ban đầu, copy những cái từ khóa đầu để nói cho cái tag còn cái tên kênh. Nhưng các bạn lưu ý là chúng ta phải thể hiện những cái từ khóa này thể hiện đại diện cho cái kênh, nó phải có các bạn nhé, các bạn phải có nói trong kênh thì mới được để đấy. Rồi. Rồi những cái này thì nó không cần thiết, đề xuất kênh thì các bạn để im thôi, để im thôi. Ở đây hiển thị số người đăng ký, các bạn muốn cho người ta xem là bao nhiêu người đăng ký kênh, các bạn để hiển thị. Không thì click vào link vào đây thì nó sẽ mất luôn đấy, là nó sẽ không hiển thị cho người biết là kênh mình có bao nhiêu người đăng ký cả đúng không ạ? Tùy các bạn vào click bảo lưu lại. Đây đó là cái phần phần tối ok ok ha, gồm có trạng thái tính năng cái này rồi. Một cái phần nữa hết sức quan trọng, chia sẻ trong phần này thì Tường sẽ dựng lại cho các bạn hỏi, đó là cái phần mô tả của kênh. Cái phần mô tả kênh là cái phần quyết định cho kênh nó lên top nhanh hay chậm đấy các bạn. Đây và phần tài chính kênh giới thiệu ha. Đây phần mô tả cái này là hết sức quan trọng, đây nó sẽ nói lên được điều gì đúng không ạ? Đầu tiên đối với phần mô tả này thì các bạn lập cho mình ít nhất là 15 dòng nhá, 15 dòng thì nó tầm khoảng 300 từ đấy các bạn, 300 từ. Thì từ đầu tiên thì các bạn phải có là áo sơ mi, tức là áo sơ mi nào đẹp đúng không? Tức là trong cái phần mô tả này thì các bạn nên nên bao hàm được hết những cái từ khóa này đúng không ạ, bao hàm hết được những cái từ khóa tổng hợp. Rồi ví dụ như áo sơ mi nam đẹp này, trường bao hết như thế này nhé, áo sơ mi nam đẹp công sở Hàn Quốc rồi cao cấp 18. Đây đây là một cái mô tả hết sức là đơn giản thôi. Rồi tiếp theo các bạn nói thêm bla 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 cái gì đó đúng không, là gì thì mô tả ít trường là phải được 300 từ ha. Và tiếp theo là các bạn ngoài những cái cụm như thế này thì ở phần dưới tức là cách khoảng 100 từ chia là 100 100
thì nó lặp đi lặp lại những cái từ trong cái cụm này. Đó, ví dụ như là các bạn mô tả 100 từ, tiếp theo là các bạn sẽ nói về áo sơ mi nam đẹp đấy ha, viết thêm 100 từ nữa là gì, áo sơ mi nam cao cấp Hàn Quốc thì như vậy đúng không ạ? Tức là chúng ta sẽ lặp đi lặp lại khoảng từ 2 tới 3 lần đấy. Cái từ khóa mà chúng ta cần SEO trong kênh đúng không ạ? Ví dụ nha, thông thường ấy, thì mình sẽ chẳng có ý tưởng về cái này đâu, đi lên Google tìm copy bỏ mẹ rồi như này, và tốt nhất thì các bạn nên nên viết nhé. Đấy, các bạn ngành về cái lĩnh vực của mình hơn, thị trường không có là demo thôi, đúng không? Demo không có ngành rồi, trở lại demo cho các bạn thấy nhé. Các bạn thấy họ mô tả cũng phải là rất là nhiều về cái đây này, cái từ khóa rất là nhiều và đặc biệt lại rất là nhiều các bạn thấy rồi. Đây, đây chỉ là demo cho bạn thấy thôi nha. Bạn cứ cứ mô mô tả gì đó tầm 300 từ đi, 300 từ và từ khóa phân bổ trong trường nói vậy đó. Rồi, ok, sorry các bạn. À, đây, đó là cách mô tả. Và ở trong đây chúng ta sẽ để gì ạ? Đây là cái phần mà chúng ta sẽ đẩy đẩy cho kênh các bạn nhé. Sau khi mô tả 300 từ nó chính chu rồi, các bạn biết cho mình về nhà thế này. Đấy. Thì ở phần mô tả này chúng ta vẫn để đăng ký kênh các bạn nhé. Đăng ký kênh là thành cho tôi rất là thích luôn. Đúng không ạ? Rồi website. Rồi fanpage. Facebook và tùy các bạn ha. Để ba cái. Tiếp theo đây là cái phần mà chúng ta sẽ đẩy này các bạn, đấy nha. Đăng ký kênh, đây là đăng ký kênh, là cái kênh của chúng ta nhé. Rồi, ở đây chúng ta muốn đẩy, ở đây là chúng ta muốn đẩy cái kênh nào thì chúng ta sẽ gắn cái link kênh đó vào đây. Bạn hiểu không ạ? Nhưng đây ví dụ như đây là kênh mạnh nhất, kênh tổng của chúng ta, thì chúng ta chỉ để đăng ký tên kênh của kênh này thôi. Còn bạn chúng ta không để kênh khác. Ví dụ như các bạn làm một cái kênh tiếp theo, là ví dụ như kênh này chẳng hạn, cái kênh này chẳng hạn, thì các bạn ở phần mô tả các bạn nhé, ở phần mô tả thì các bạn sẽ để cái gì ạ? Chúng ta sẽ để ở trong đây này là ba link đúng không ạ? Đúng ạ, ba link, tức là chúng ta để ba cái phần kêu đăng ký kênh của ba kênh luôn các bạn. Một là cái kênh tổng, hai đó là cái kênh ở trên nó, ví dụ như các bạn đang làm cái kênh này đúng không ạ, thì chúng ta sẽ để một link của kênh này, một link của cái kênh kênh tổng đúng không ạ, và một cái kênh của nó, tức là tự thân nó, bạn hiểu không? Đây phần mô tả này, chúng sẽ để ba cái kêu gọi, một là của nó, là cái tên kênh của nó, hai là cái của thằng tổng tổng này, tức là tổng trùm ở trên đó. Thứ ba là thằng ở trên, mục đích là để đẩy cho thằng trên, như là đẩy cho cái thằng này thì cái gì đó đúng không ạ? Tại vì những cái từ khóa ở dưới đây nó rất là dễ lên đấy các bạn, nó cạnh tranh thấp mà. Tại vì tên kênh mình đã tối ưu từ nãy tới bây giờ nó rất là mạnh rồi. Bạn nhập video cho nó thì tối ưu, còn còn cách mà cho đẩy thêm ở phần sau thì nói thì nó là rất là nhanh các bạn. Đây, rồi bạn hiểu không ạ? Một cái phần kêu gọi đăng ký kênh là tự thân nó, hai là một cái là kênh tổng, ba là một cái tuyến trên của nó, bạn hiểu không ạ? Tuyến trên để đẩy thằng trên đó, đúng không? Còn lấy thằng nào đẩy cái thằng thấp ở dưới đây thì với phần sau trường sẽ chia sẻ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Cứ thằng lấy thằng dưới đẩy trên, đẩy trên. Tất nhiên là ở cái phần đẩy kênh này các bạn, nó chưa ăn thua đâu, để mà lên thì chưa ăn thua gì đâu. Chúng ta cần phải rất là nhiều cái thứ khác nhau nữa để nó đẩy nó lên được, bạn hiểu không? Thì đó là trong phần chiến lược SEO thì trường chia sẻ các bạn. Rồi, tiếp thêm một phần nhỏ nữa là phần liên kết. Cái phần liên kết này á, thì các bạn click vào thêm này. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ để cái gì ạ? Ví dụ là website. Ví dụ như là website Internet chẳng hạn. Đây là cái phần tên kênh và ở đây là phần URL đúng không ạ? Ví
dụ như là lời bình chọn này. Đặt tên kênh của các bạn nhé. Đấy. Rồi, tiếp theo là fanpage đúng không ạ? Fanpage gì gì đó của bạn đúng không? Rồi link fanpage ở đây. Đúng không ạ? Ví dụ như là giả sử như là link fanpage của bạn ở này đi. Đúng không? Ta lấy ra mọi vô, đúng không ạ? Chúng ta được thêm khoảng 4 cái. Ồ, rất là nhiều rồi các bạn, phải 4 cái nữa, nhiều lắm. Đấy, bạn thêm bao nhiêu thêm. Nhưng mà theo trường thì để 5 cái thôi. Tiếp theo thường thì trường để là website này. Đây, trường cho các bạn thấy này. Rồi, thì nhà sử dụng lưu lại đi nha. Đấy, bạn thấy không? Website, fanpage. Rồi có thể là để thêm cái gì ạ? G cộng hay là cái kêu gọi đăng ký kênh để ở đây cũng được các bạn nhé. Đó. Những cái kênh trường demo cho bạn ấy này. Nó sẽ nằm ở như thế này. Đây, nó sẽ nằm ở góc đây các bạn này. Nó phần là website đúng không ạ? Trường để G cộng này. Trường để là website này. Đây, ba website luôn. Đấy, hiểu không ạ? Rồi, các bạn hiểu vấn đề chưa? Cái này lại. Rồi. Rồi sau đó trường lấy về phần đất ha. Đấy. Nhớ ở trong cái phần mô tả này đầu tiên đó là từ khóa, sau đó phân bổ từ khóa theo cái trình tự là những từ khóa mở rộng viết khoảng 300 từ khóa, tức viết khoảng 300 từ và xem những từ mở rộng của nó. Ví dụ như áo sơ mi nam đẹp thì mình sẽ xem những từ khóa mở rộng như là áo sơ mi nam công sở, là áo sơ mi nam Hàn Quốc, giá này ai kia như vậy, đúng không? Rồi, bạn thấy là nó hiển thị ở đây đúng không? Đó. Rồi, đó là cách tối ưu một cái kênh, đúng không? Tối ưu cái kênh khá là chính chu, và khi chúng ta đẩy link thêm cho nó một ít nữa thì nó sẽ lên top, và đấy như thế nào thì ở phần sau.